Rồi, vâng, xin chào anh em nha. Thì hôm nay Thịnh về con Genta 20 xe cực kỳ đẹp luôn, nội thất full. Đây mình đang mới ghé vô car gai của ông anh người quen của mình trên YouTube á. Thì ghé vô ảnh bảo dưỡng lại thay nhớt với lọc xăng, lọc dầu, dầu thắng rồi với chăm thêm để mình chạy về tới Bến Tre ha. Thì xe này về tới Bến Tre chắc khoảng vào 4 mấy 5 giờ chiều á. Rồi cái giờ anh em nào mà mới thì alo Thịnh nha. Cái này mình đang kêu bán giá là 155 triệu. Xe cực đẹp.